Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 19 tháng 1, 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình mít Thái tại các tỉnh miền Tây để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Thưa quý bà con, có thể nói ngày 18 tháng 1 ngày hôm qua là một ngày có những cái thông tin rất là bất lợi cho thị trường nông sản của Việt Nam, trong đó bao gồm cả mít Thái. Bởi mít Thái của chúng ta là xuất khẩu sang Trung Quốc là chủ yếu á bà con ha, với một cái số lượng rất là lớn, nhưng mà hơn một tháng vừa qua là bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình hình xuất khẩu, là do là phía bạn đóng cửa khẩu nè, hoặc là có mở cửa khẩu đi chăng nữa thì cũng kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Và đến ngày 17 tháng 1 vừa qua thì là Quảng Ninh cũng như là Cao Bằng đã chính thức là ngừng nhận những cái phương tiện mới vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc. Và đến ngày hôm qua ngày 18 tháng 1 thì tiếp tục thêm một số tỉnh như là Lào Cai đó đã bắt đầu đưa ra thông báo tương tự. Như vậy là đã có tổng cộng là 3 tỉnh thành đưa ra thông báo là không nhận phương tiện vận chuyển hàng nông sản tươi cũng như là hàng đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc nữa, và chỉ giải quyết những lượng xe đã có mặt tại cửa khẩu trong cái thời điểm này. Đó thì tất cả những xe mà sau 0 giờ ngày 18 tháng 1 đó là sẽ không được nhận để mà di chuyển sang nước bạn nữa. Đó, đây đứng trước cái thông tin này thì thưa quý bà con, có thể nói là nông sản của chúng ta vô cùng bất lợi và ảnh hưởng giá rất là nhiều. Riêng với thanh long thì đã xuống mức giá là có thể nói là chạm đáy, và hiện nay các doanh nghiệp đang phải bắt đầu giải cứu. Thì mít Thái của chúng ta mặc dù trước đó là thị trường vẫn ăn rất là tốt, nhưng do xuất khẩu là ùn ứ hàng ngàn chiếc container ở cửa khẩu, cho nên là dẫn đến tình trạng giá thấp. Và đến ngày hôm nay thì khi mà phía nước bạn là một số cửa khẩu đóng, rồi phía nước ta lại do là giải quyết tình trạng ùn ứ cho nên không nhận thêm phương tiện mới nữa, thì không biết là giá mít Thái sẽ đi về đâu, khi mà hiện tại giá mít Thái cũng đã nằm ở mức rất là thấp rồi. Những ngày vừa qua, 2-3 ngày vừa qua thì khởi sắc trở lại khi các vựa đã bắt đầu ăn hàng và có giá mít nhất, nhưng đứng trước thông tin này thì chắc chắn là tình hình mít Thái sẽ còn ảm đạm hơn rất là nhiều nữa. Và hiện nay thì may mắn là các vựa vẫn còn đang thu mua, tuy nhiên với cái số lượng là rất là hạn chế và hầu như là không có mít nhất, mít nhì ha bà con ha, mà là mít rất kem hết và bắt kem cũng rất là khó. Đó, thì hiện tại giá mít kem dao động là từ 3-6.000 đồng và đổ đồng ra thì có thể là khoảng tầm từ 2-3.000 đồng thôi bà con. Đó, thì hiện nay anh em thương lái đi mua xô là giá dao động khoảng là từ 1-3.000 đồng tùy nơi và tùy theo chất lượng mít cũng như là giá mua kem. Thì kênh Nhà Nông Miền Tây dự giới báo với bà con đó là từ 3-6.000 đồng. Đây là giá chung ha bà con ha. Bà con mình tham khảo, và tùy theo chất lượng mít, tùy theo khu vực mà nó sẽ có cái sự dao động giá. Còn hiện tại thì giá vựa thì vẫn có giá phân loại đó, nhưng mà hầu hết tất cả các vựa đều không ăn mít nhất nữa, cho nên là kênh Nhà Nông Miền Tây chỉ báo giá mua xô và báo giá mít kem cho bà con ha. Bà con nắm giá ngày hôm nay nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin cảm ơn và xin chào.